Hiện tại bên em đang đứng ngay cái nút giao lộ giữa đường số 14 và đường Lê Văn Quế. Chợ Lê Văn Quế nằm ở vị trí này. Cách ở đây 150m mình có một căn nhà mặt tiền đường số 14. Với cái diện tích lý tưởng là ngang 5, dài 15m mình đúc một trệt, hai lầu. Với giá cực kỳ tốt, chỉ có 7 tỷ 6 còn thương lượng. Sổ hồng riêng đầy đủ, ngân hàng thẩm định cho mình vay 80% giá trị căn nhà. Nhà mình hiện tại đang cho thuê. Với cái thu nhập cao và ổn định hàng tháng. Từ vị trí căn nhà đi ra ngã tư 4 xã là 600m, đi ra đầm sen là 1,6 km, đi ra quận Tân Phú cũng như quận 6 khoảng tầm 800m quay trở lại. Tiện ích đầy đủ hết. Mình đi ra chợ Lê Văn Quế 200m. Đi ra trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong vòng 150m đổ lại. Và ở đây mình đi ra khu vực Aon Bình Tân cũng như Aon Tân Phú khoảng 5 phút. Ý này thuận tiện kinh doanh nhiều mặt hàng. Con đường số 14 là con đường nối từ khu vực đường Lê Văn Quế chạy thẳng sang khu kinh nước đen của quận Tân Phú. Nó được xem là con đường liên quận. Nối từ quận Bình Tân sang quận Tân Phú với mặt tiền đường nhựa 16m. Vỉa hè hai bên trên 2m. Lưu lượng xe cộ qua lại lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Giao thông thuận tiện qua các cái quận nội thành như quận 5, quận 6, quận 10, quận 11. Và bây giờ thì mình cùng di chuyển trên cái tuyến đường số 14 để tham quan căn nhà này nhé. Em sinh ở đó hướng dương, đưa mặt trời trong anh tình giấc. Hương thơm hoa lá đơm bông, làm trái tim đôi ta rực hồng. Hai năm thương nhớ bao lâu, nhưng giờ này em đang ở đâu? Thu sang tay lá theo mây, người cứ đi riêng. Dạ, bên em đã tới. Và để tham quan nhà này trực tiếp làm việc với chính chủ, quý khách liên hệ số hotline để trên màn hình. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại.